về màu son và chất son đấy mọi người, thì thực sự là không chê vào đâu được cái bạn này của Gila. Bạn này là cái bạn Longwear Lip Cream mà collab chung với chị Pony Effect. Và nếu mà chưa biết ý, thì Pony Effect là một trong những YouTuber mà mình đã xem từ lúc mà mình còn bé tí luôn đấy mọi người. Khoảng tầm lớp 4, lớp 5 gì đấy là mình đã xem chị Pony rồi. Và mình thì cũng đã dùng qua rất là nhiều các sản phẩm makeup của chị Pony và cũng cực kỳ yêu thích luôn. Nên là khi mà Gila cho ra cái dòng này ý, thì mình đã phải thử ngay. Và thực sự là sau khi thử thì nó đã đi thẳng ngay vào list của mình. Packaging của bạn này thì mình thấy là cũng ok. Nó không phải là một trong những cái packaging mà mình thích nhất, nhưng mà về màu son và chất son đấy mọi người thì thực sự là không chê vào đâu được. Bạn này ý, thì nó vẫn có cái mùi sô cô la đặc trưng của Gila mà mình cũng cực kỳ yêu thích luôn. Nó là cái mùi cacao mọi người ạ, và mình là một đứa rất là thích sô cô la nên là rất là thích cái mùi này. Còn về màu son thì cái màu mà mình thích nhất là cái màu 10 May Beauty, thì nó là một cái màu MLBB mà nó khá là giống với cái màu MLBB Rosewood mà mình yêu thích. Và nếu mà đã theo dõi mình thì mọi người chắc là cũng biết là mình cực kỳ thích cái màu son đấy rồi mà đúng không? Với bạn này thì mình thấy là sử dụng hàng ngày cũng rất là dễ, hay là sử dụng khi mà mọi người make up ấy thì cũng cực kỳ xinh. Thì đấy là chính là cái bạn Gila này. Ok, tiếp theo thì mình có một cái bạn Cushion này. Thực chất thì Cushion này mình đã giới thiệu với mọi người từ đầu năm nay hoặc là cuối năm ngoái gì rồi mình không nhớ lắm. Nhưng mà bạn Cushion này là một trong những cái bạn Cushion mà mình đã sử dụng khá là nhiều ở trong năm 2021 vừa qua. Bạn này thì là cái Cushion của Gila và nó có tên là Longwear DD Cushion, có SPF 50+ và PA++++. Mình thì sử dụng màu 01 là cái màu sáng. Thì mình đang đánh cái Cushion đấy ở trên mặt ngay bây giờ đây. Bạn Cushion này thì có độ che phủ vừa đủ. Mọi người có thể layer lên nhiều lớp mà không làm cho nền bị cakey hay là bị kiểu như là nặng mặt ấy. Thứ hai thì bạn này ở trên da cũng khá là lâu, sử dụng từ sáng đến tối thì cái lớp nền vẫn ở trên mặt mà nó không bị di chuyển quá là nhiều. Về cái chất phấn của bạn này thì mình thấy là cái chất phấn của bạn này nó khá là nhẹ và tự nhiên. Khi mà mọi người thoa lên trên da thì nó cũng lên từng cái lớp mỏng và nó build dần đều lên ấy mọi người, nó không kiểu như là bị quá là mất tự nhiên đâu. Thêm một điểm nữa là bạn này có một cái packaging rất là xinh đúng không mọi người? Nhìn nó như kiểu phản quang lấp lánh như này này. Màu hồng nữa cũng là một trong những cái màu mình rất là thích. Thế nên là đây là cái bạn Cushion mà mình đã dùng khá là nhiều vào năm 2021 vừa qua.